Hi, xin chào cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Sinh Vlog Cuộc Sống Hàn Quốc nha. Thì sau hơn 2 năm qua bên Hàn làm việc thì tối hôm nay mình quyết định trở về Việt Nam nha các bạn. Thì trong cái chuyến trở về này thì mình không có cho bạn bè hay là gia đình gì hay hết, chỉ một mình về thôi nha các bạn. Đi chung hôm nay có mấy anh em về chung nữa. Thì đây cũng là 2 năm mấy mới trở về Việt Nam nha các bạn, cũng đi qua cùng một lúc với mình. Thì mình muốn tạo bất ngờ cho gia đình, mình sẽ không có thông báo nha. Thì trong cái chuyến trở về Việt Nam này sẽ bắt đầu một chuỗi hành trình mới. Thì về Việt Nam hành trình như thế nào thì các bạn nhớ theo dõi tiếp nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở sân bay ở bên Hàn nha các bạn, sân bay Incheon. Thì bây giờ mình sẽ vô làm một số thủ tục nha để chuẩn bị lên máy bay. Thì xong một hồi thì cũng gửi hành lý xong rồi nha các bạn. Hiện giờ đang ngồi đợi để đến giờ vào trong để làm thủ tục lên máy bay nha. Đi từ khuya tới giờ đói quá đói. Đói quá, đi từ sáng giờ không ăn gì hết. Mấy anh em giờ ăn mì. Ăn mì quán ăn trên không. Tô mì như 75.000 à. Tô mì 75.000, tô phở 85.000. Ghê không? 40.000. Đây xúc xích 40.000. Tiếng đồng hồ ngồi máy bay thì bây giờ mình đang có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất nha các bạn. Bây giờ mình vô làm một số thủ tục để ra ngoài nhận hành lý đi ra nha. Đây quá đông, ra ngoài phải một tiếng mấy nữa. Sau 2 năm trở lại Việt Nam thì sau thời gian dịch bệnh thì sân bay của Việt Nam vẫn đông như ngày nào nha các bạn. Sau mấy tiếng đồng hồ thì giờ cũng về sắp tới nhà nha các bạn. Thì 2 năm mấy đi giờ về thấy khác hơn trước nhiều. Lát nữa thả anh qua khỏi nhà xíu cũng được hay không, hay thả bên quán cũng được, không biết có ai nhà không nữa.
khỏi nhà xíu đi. Quay ngược lên. Có ai nhà không? Đóng cửa hay rồi. Con. Đó, anh đây cũng được, em về đi, mai anh ra tính tiền với anh Bảo nha. Giấc mộ à? Ừ, thấy được. Cảm ơn nha. Ừ, bye. Bây giờ sau 2 năm quay trở về nhà. Hello. Nói gì hả? Nói bà chi hả? Mày Út cái gì nè ba? Mày tới rồi nè ba mà không nói gì hết luôn ba. Mình đi về bất ngờ cho mẹ mình muốn khóc luôn nha các bạn, thì mình cũng muốn khóc luôn nha, nói chung cũng xúc động lắm nha các bạn. Thì video tới đây mình cũng xin tạm dừng nha các bạn. Thì các bạn xem video thấy yêu mến thì cho mình một like, một đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng mình trong cái chuyến hành trình về Việt Nam này nha. Bây giờ thì bye bye tất cả các bạn nha.